Đó, cà phê này, cà phê dành cho xe cúp, cái này cực đẹp luôn, thấy chưa? Mới lấy về một con, mới vệ sinh xong, cực đẹp đó, nó ngon, tem tiết rồi còn hết, thấy chưa? Như ai biết đọc tiếng Nhật thì đọc tiếng Nhật nha, chứ mình đuối mình ngu tiếng Nhật rồi sao đó, đẹp chưa? Hàng này hơi bị hiếm nha, xe chạy 6, 7, 8 năm rồi mà còn đẹp như vậy là hơi bị hiếm. Xe này là xe ăn cắp, chắc là xe rã nguyên con, thanh lý bán từng món nè, giấy tờ bán riêng, máy bán riêng, phát hình kìa, mới dồn mua riêng, toàn nước sơn còn đẹp, chưa có sơn lại nha các bạn, nước sơn còn zin nha, chưa sơn lại không chơi nha. Đẹp chưa? Bao đẹp. Quá đẹp luôn. Đó, đây là cặp tay ha, đó. À, còn nguyên đống đồ nữa nè, review tiếp nha. Đây là hai băng ga chúng ta phân biệt giữa ba ga cấp 86 với ba ga cấp 82. Thì đây là để cho các bạn so sánh giữa hai cái ba ga. Về cơ bản bên ngoài cái khung thì nó giống nhau. À, cái lỗ ốc, vị trí lỗ ốc vặn vô với cái bát thì chúng ta gắn hai cái này gắn chung được. Nhưng mà về mẫu mã thì nó làm khác đi để chúng ta phân biệt được đời nào. Đối với thằng 86 thì chúng ta thấy là nó chỉ có một cái cây ngang nhỏ thôi. Còn 82 nó có hai cây ngang nhỏ, đây là cây ngang nhỏ. Còn đây là cây ngang chính nha, đây là cái cây chính đó. Rồi đối với cái hộp băng bên trong thì 86 nó có đặc điểm đây, nó có một cái cây hình chữ U ở đây, còn 82 thì nó không có. Cái bát ở trong thì nó cũng khác hoàn toàn, đây nó có một cái miếng yếm thôi à. Còn cái miếng yếm này nó bự ra, nó bắt vô đó. Tại vì thằng 86 ở đây xài cái chữ A, còn cái thằng 82 thì cái chữ A nó bự hơn, nên cái đây nó gắn vừa bằng cái chữ A luôn. Còn đây là chữ A tròn, nó lọt cho bên trong, nên cái miếng yếm nó khác. Đằng sau thì nhìn đó, thì nó như thế này. Về độ dày mỏng thì hai thằng đây bằng nhau ha, dày mỏng bằng nhau. Rồi chúng ta phân biệt được cái ba ga nào là ba ga 86, ba ga nào là ba 82 nha. Đây là 86 đèn tròn, đây là 82 đèn vuông. Đó. Nói tóm lại là hai cái ba ga bắt chung được, nhưng mà xe chúng ta chơi đồ riêng, chúng ta chơi đúng kiểu thì chúng ta gắn 86 hoặc là 82 vậy thôi. Còn nếu chúng ta không quan trọng cái kiểu, chúng ta muốn có một cái ba ga riêng gắn vô thì gắn chung được ha, hai cái gắn chung được đẹp như nhau.